Thưa quý vị, thưa các bạn, những tháng qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên thị trường xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp bị ảnh hưởng nhiều. Để duy trì sản xuất, đảm bảo đời sống cho người lao động và bà con nông dân, đồng thời giữ vững được vùng nguyên liệu, các bộ ngành liên quan cùng các doanh nghiệp đã và đang thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa đang được xem là giải pháp trọng tâm, hiệu quả, giúp các doanh nghiệp và nhiều hộ dân trụ vững qua cơn bão dịch bệnh. Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ tới việc tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Các cửa khẩu xuất sang nước ngoài, đặc biệt là thị trường chính Trung Quốc, có lúc tạm đóng cửa, dẫn đến sức mua chậm, giá cả xuống thấp. Để hỗ trợ tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, Bộ Công Thương đã có buổi điện đàm trực tiếp với lãnh đạo các cơ quan hữu quan của Trung Quốc, Mỹ, châu Âu, đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa tại thị trường trong nước thông qua việc phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ chức các gian hàng quảng bá, tuần hàng để các hợp tác xã đưa nông sản vào tiêu thụ tại hệ thống phân phối lớn như là Lotte, Big C tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã lan rộng trên toàn cầu, đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã bị đứt gãy thị trường xuất khẩu của mình, thiếu nguồn nguyên liệu, các đơn hàng thì bị ngừng trệ, khiến các doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới. Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các bộ ban ngành và các địa phương thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai kết luận số 77 ngày 5 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước và thực hiện kế hoạch hành động của ngành công thương khôi phục và thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại trong tình hình mới. Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và xúc tiến thương mại. Tại đây, các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình và Yên Bái, Hà Giang đã tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng của mình tới các đại biểu và doanh nghiệp xuất khẩu. Các sản phẩm đặc trưng của mỗi tỉnh như chè, cam, mật ong, dược liệu, thổ cẩm, dệt lanh được trưng bày có đầy đủ tem nhãn, bao bì, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và là sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu, đã được nhiều khách hàng đến tham quan và tìm hiểu. Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại được tổ chức có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, là cầu nối, kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp với các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu nông sản. Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Xúc tiến Thương mại làm đầu mối, phối hợp với các sở công thương, các trung tâm xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái đồng tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Đây là chương trình kết nối giao thương được phối hợp tổ chức giữa cơ quan trung ương và các địa phương theo tinh thần đổi mới phương thức triển khai hoạt động xúc tiến thương mại cấp quốc gia để thích ứng với tình hình hiện nay. Thông qua hội nghị này, chúng tôi tin tưởng các hoạt động cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường và kích cầu tiêu dùng nội địa tiếp tục được đẩy mạnh và tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hiện nay, một số khu vực, các doanh nghiệp sản xuất nông sản lớn trước kia cũng hướng đến thị trường nội địa và đang có sự phối hợp tích cực với các kênh phân phối, đặc biệt là các hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại. Nhiều địa phương như Quảng Ninh, Quảng Nam, Lâm Đồng, Hà Nam, Bắc Cạn, Sơn La, Hòa Bình đã ban hành cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy tăng cường hoạt động, kết nối các sản phẩm nông sản với thị trường trong nước. Tôi đánh giá rất cao cái hoạt động kết nối nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và các cái tổ chức xúc tiến thương mại. Thì qua đây các doanh nghiệp của tỉnh Phú Thọ nói riêng và các cái tỉnh trong khu vực có cơ hội để tiếp cận với các cái nhà nhập khẩu, nhà phân phối và các cái tổ chức xúc tiến thương mại để tạo ra cái cơ hội cho hàng hóa của tỉnh Phú Thọ nói riêng và các tỉnh trong khu vực nói chung, đặc biệt là cái hàng hóa nông sản, lâm sản chế biến có cơ hội để tiếp cận với các cái thị trường nước ngoài, có cơ hội để xuất khẩu. Và trong thời gian tới thì tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường cái công tác chỉ đạo cũng như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp để làm sao mà nâng cao cái chất lượng sản phẩm hàng hóa cũng như là đáp ứng được các cái yêu cầu đòi hỏi khắt khe của thị trường để hàng hóa có thể xuất khẩu thuận lợi vào các cái thị trường. Cái hệ thống xúc tiến thương mại của Yên Bái
cũng được cái sự chỉ đạo của tỉnh, rồi là chỉ đạo của Bộ Công Thương, thì chúng tôi cũng hỗ trợ các doanh nghiệp là tham gia các cái chương trình kết nối trong năm 2020 này, chỉ còn hơn 2 tháng nữa thì chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp. Đó là gì? Chúng tôi tiếp tục đưa cái sản phẩm có thế mạnh của chúng tôi tham gia các cái hội chợ trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia được tổ chức tại các tỉnh thành trong cả nước. Thế và tham gia các cái chương trình xúc tiến thương mại do Cục Xúc tiến thương mại tổ chức, cũng như là các cái chương trình kết nối cung cầu các tỉnh, các địa phương tổ chức mà chúng tôi cảm thấy phù hợp đối với các sản phẩm của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đưa các doanh nghiệp chúng tôi tham gia trực tiếp. Để các sản phẩm nông sản Việt Nam ngày càng phát triển, tăng cao kim ngạch xuất khẩu cũng như đứng vững trên thị trường nội địa, các ngành chức năng vẫn cần chú trọng thực hiện những giải pháp để tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị, được thị trường đón nhận, đa dạng hóa các hình thức tiếp cận và phát triển thị trường. Không chỉ ở thị trường truyền thống mà còn phải có mặt ở sàn giao dịch điện tử. Song song với đó là đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, chuyển giao công nghệ, hợp tác kinh doanh, cung ứng dịch vụ tại hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu và từ đó đưa sản phẩm thương hiệu, sản phẩm kết nối chặt chẽ với các thị trường trong nước. Với thị trường trong nước, trong bối cảnh hiện nay, dù Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, song trên thế giới dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp cùng với những yếu tố biến động của thị trường. Do vậy, về lâu dài cần tiếp tục điều chỉnh cơ cấu sản xuất, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng quy trình Việt Gáp, các sản phẩm nông sản để đáp ứng các yêu cầu của thị trường, đẩy mạnh chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm ngay cả ở thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.